Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động số của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, cách mạng số, không gian mạng kết nối toàn cầu với đặc tính không biên giới cũng đặt ra nhiều thách thức rất lớn đối với an ninh của các quốc gia trên thế giới, khiến cho an ninh mạng không còn là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. Chính vì vậy, bảo đảm an ninh mạng đang là ưu tiên hàng đầu được thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng đặt ra nhiều thách thức khi mà quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, kéo theo nhiều công nghệ mới xuất hiện. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. Quá trình chuyển đổi số dẫn đến số lượng thiết bị IoT và dung lượng dữ liệu sinh ra được xử lý tăng theo cấp số nhân. Dữ liệu này đã trở thành tài nguyên quan trọng của quốc gia cũng như của mỗi tổ chức và cá nhân. Nhưng cùng với đó, các nguy cơ về đánh cắp, hủy hoại và giả mạo thông tin dữ liệu ngày càng tăng cao. Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2020, số lượng cuộc tấn công mạng gây ra sự cố đã ghi nhận là 4.161 cuộc. Trung bình một ngày, chúng ta đã cảnh báo và xử lý cho khoảng 14 cuộc tấn công mạng. Cái sự thay đổi của trí tuệ nhân tạo cũng là động lực để tạo ra nhiều cái ứng dụng mới, và chúng ta biết rằng là khi mà càng có nhiều ứng dụng mới cho cái việc sử dụng của từng cá nhân và từng doanh nghiệp thì cái cơ hội để có những cái lỗ hổng hoặc những rủi ro thì nó càng nhiều hơn. Cho nên là thực chất mà nói là cái câu chuyện về các cái rủi ro trên mạng mà chúng ta hay gọi là các cái rủi ro về an ninh mạng và an toàn mạng ấy, thì càng ngày nó càng nhiều, nó đi cùng và đi kèm với sự phát triển nói chung của Internet, của các công nghệ cũng như là cái tiến trình chuyển đổi số nói chung của chúng ta. Thời gian gần đây, các cuộc tấn công mạng, gián điệp, tội phạm mạng không ngừng gia tăng nhằm đánh cắp dữ liệu, thông tin bí mật nhà nước, phá hoại hệ thống thông tin. Ngày càng nhiều tổ chức tội phạm mạng được thành lập, hoạt động tinh vi, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đe dọa đến trật tự an toàn xã hội, sự ổn định chính trị quốc gia. Theo báo cáo của Kaspersky Lab, năm 2019, Việt Nam đứng thứ 8 trong số top 10 nước có nguy cơ tấn công bởi mã độc tống tiền, mã hóa dữ liệu, đứng thứ 16 trong top 20 nước có nguy cơ lây nhiễm mã độc ngoại tuyến cao nhất. Chỉ tính riêng trong quý 3 năm 2020, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện 937 trang cổng thông tin điện tử của Việt Nam bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện hoặc chèn tin độc hại, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với Việt Nam, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội khóa 13 của Đảng, năm đầu tiên Việt Nam triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030. Việt Nam phải thực hiện mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt, cần được đặc biệt ưu tiên trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh và tăng cường áp dụng công nghệ số trước tác động của đại dịch COVID-19 và của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong mục tiêu sắp tới 2025, Việt Nam quyết tâm đưa thứ hạng Việt Nam từ 50 tăng hạng lên 40 và tăng lên hạng lên 30 vào năm 2030. Để làm được việc đó thì Bộ Thông tin Truyền thông sẽ định hướng phát triển dựa trên 5 cái trụ cột. Trụ cột thứ nhất là pháp lý, trụ cột thứ hai là kỹ thuật, trụ cột thứ ba là tổ chức, trụ cột thứ tư là xây dựng năng lực và trụ cột thứ năm là hợp tác quốc tế. Thưa quý vị, bức tranh về an toàn an ninh mạng Việt Nam đã có những điểm sáng nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ. Chỉ số an toàn an ninh mạng của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện rõ rệt. Theo báo cáo chỉ số an toàn an ninh mạng toàn cầu của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU công bố vào năm 2019, Việt Nam xếp thứ 50 trên tổng số 175 hạng của 194 quốc gia, tức là tăng 50 bậc so với kỳ trước. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định về tiềm lực, nhận thức của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cá nhân về huy động, khai thác các nguồn lực. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước, ban hành các chủ trương, chính sách và phối hợp hiệu quả với các lực lượng chuyên trách để bảo đảm an toàn thông tin cho các mạng công nghệ thông tin trọng yếu phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang. Ban Cơ yếu Chính phủ với nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan trọng yếu,
Hiện Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban cơ yếu Chính phủ đang bảo đảm an toàn bảo mật cho khoảng 20 cơ quan trọng yếu của Việt Nam. Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban cơ yếu Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm 2020 đã ghi nhận và phát hiện hơn 470.000 cảnh báo tấn công mạng. Thiệt hại do tấn công mạng gây ra năm 2018 là khoảng 14.800 tỷ đồng. Năm 2019, mặc dù nước ta đã tăng 50 bậc về xếp hạng an toàn thông tin, nhưng con số thiệt hại đã tăng lên tới 20.900 tỷ đồng. Trong thời gian vừa qua, thì hàng năm, thì theo báo cáo chúng tôi tổng hợp, thì phát hiện cảnh báo hàng trăm ngàn các cuộc tấn công mỗi năm. Đặc biệt, với năm 2020 này, thì trong 9 tháng đầu năm, thì chúng tôi đã phát hiện cảnh báo và xử lý khoảng 470.000 cuộc tấn công. Và trong đó thì có rất nhiều các cuộc tấn công nguy hiểm, khó lường, đặc biệt là cái tấn công dùng mã độc, âm thầm tấn công vào các mạng trọng yếu. Đây được gọi là tấn công có chủ đích APT nhằm đánh cắp thông tin bí mật của các cơ quan tổ chức nhà nước trong các mạng công nghệ thông tin trọng yếu. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban cơ yếu Chính phủ luôn ở trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với các cuộc tấn công mạng bất ngờ. Liên tục túc trực 24/7 và lập sẵn những kịch bản ứng phó. Việc giám sát và ứng cứu luôn diễn ra nhanh chóng và kịp thời theo quy trình cụ thể để tránh xảy ra sai sót. Về công tác cứu sự cố an toàn thông tin mạng, thì chúng tôi trước hết là hệ thống của chúng tôi là hoàn toàn tự động. Tự động phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cảnh báo tới đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các mạng được giám sát và đưa ra phương án xử lý cho từng cái loại sự cố cho các mạng. Thì đối với các loại sự cố thì chúng tôi đều đã có phương án chi tiết từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Cái tiếp theo, nếu các mạng mà không tự giải quyết được các cái sự cố an toàn thông tin thì chúng tôi sẽ cử các chuyên gia của chúng tôi sang đến hỗ trợ trực tiếp. Trong bối cảnh các tài nguyên, dữ liệu quan trọng đang được lưu trữ ngày một nhiều trên môi trường số, cùng với đó là quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, điều này vô tình đã trở thành điểm yếu dễ bị khai thác. Những kẻ tấn công đang có nhiều cửa ngõ hơn để thâm nhập vào kho dữ liệu của các tổ chức và khiến quy trình bảo mật thông tin càng trở nên phức tạp. Hiện nay, các cơ quan tổ chức đã chú trọng hơn đến việc đầu tư cho công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin. Tuy nhiên, những vụ việc đáng tiếc vẫn xảy ra, làm mất an toàn an ninh thông tin và cần phải điều chỉnh để phù hợp với những xu thế công nghệ mới. Hiện nay thì như chúng ta cũng đã đều biết là những cái công nghệ mới và tôi vừa đã nhắc là công nghệ trí tuệ nhân tạo, AI, công nghệ Big Data đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và cũng tạo ra rất nhiều các sản phẩm hữu hiệu cho kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì những kẻ tấn công này sẽ và đã dùng những cái công nghệ này và đã tạo ra những tấn công nguy hiểm hơn, tinh vi hơn. Vì thế thì các cơ quan tổ chức cũng cần thật sự quan tâm tới đào tạo nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin và cần phối hợp với các cơ quan chuyên trách để sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công theo loại hình mới. Đồng thời thì cũng phải update cái công nghệ mới để làm sao có bảo vệ vững chắc cho cái hệ thống của mình. Thực tiễn bảo đảm an toàn thông tin thời gian qua cho thấy bốn yếu tố quan trọng ảnh hưởng mạnh đến công tác an toàn thông tin, đó là nhận thức, nguồn nhân lực, quy trình và trang thiết bị liên quan đến an ninh thông tin. Từ thực tế cho thấy những yếu tố liên quan đến con người đang là vấn đề rất nóng liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin ở nước ta. Theo số liệu thống kê đến hết tháng 8 năm 2020, Trung tâm Giám sát và Phản ứng trên không gian mạng SOC, công ty an ninh mạng Viettel đã phát hiện hơn 3 triệu cảnh báo tấn công mạng và đã hỗ trợ điều phối, ứng cứu hơn 9.000 sự cố an toàn thông tin. Đáng lưu ý là các hệ thống tài chính, ngân hàng chiếm 90% số lượng cảnh báo. Trong khi đó, cảnh báo đến từ hệ thống công nghệ thông tin các tỉnh thành chiếm 10%. Điều này cho thấy các tin tặc ngày càng tinh vi hơn trong việc phát động một chiến dịch tấn công.
các lỗ hổng rủi ro thường đi kèm với giao dịch nội bộ, giao dịch bên ngoài, nên một số việc rất cổ truyền nhưng vẫn hay xảy ra như mã độc đính kèm ở thư điện tử, Messenger, chia sẻ file. Do đó, trong mọi trường hợp thì yếu tố đầu tiên vẫn là nhận thức. Trong mọi trường hợp thì cái yếu tố đầu tiên chắc chắn là yếu tố nhận thức rồi. Chúng ta cũng biết rằng là rất nhiều các cái sự cố xảy ra về mất dữ liệu hay là bị tấn công, nghe lén thì đầu tiên nó bắt nguồn từ cái nhận thức, đặc biệt là của người đứng đầu về cái câu chuyện đảm bảo cái an toàn bảo mật đối với doanh nghiệp. Rất nhiều cái phần mà chúng ta đầu tư về phần cứng công nghệ rất nhiều nhưng mà chúng ta quên mất một cái yếu tố rất quan trọng, đó là các cái quy trình, các chu trình và nhận thức của toàn bộ người sử dụng. Cuối cùng cái điểm mà yếu nhất trong mọi cái gọi là nguy cơ ấy, thì nó nằm chính ở con người. Để mà chuẩn bị đối phó với những cái hình thức tấn công tuy không mới nhưng trở nên phổ biến, thì theo báo cáo đánh giá của Pew Research toàn cầu thì chúng ta cần phải chuẩn bị về mặt kỹ thuật, về mặt con người, đặc biệt là những lãnh đạo về làm công tác đảm bảo an toàn thông tin cần phải linh hoạt hơn, không chỉ là trong cái phạm vi về an toàn bảo mật khía cạnh công nghệ không, mà cần phải hợp tác, phối hợp với những cái phòng ban chức năng liên quan đến quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, những cái phòng ban liên quan đến tuân thủ, để từ đó cùng phối hợp để đem lại cái sự an toàn cũng như là tính linh hoạt, sự phục hồi cho cái doanh nghiệp của mình. Nếu như trước đây, gần như toàn bộ các sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin, giám sát, phòng chống tấn công mạng đều nhập khẩu của nước ngoài. Sau gần 2 năm, hiện chúng ta đã hình thành được một hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng, Made in Việt Nam. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, muốn Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng, lọt vào nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, GCI, vào năm 2030, Việt Nam cần tập trung phát triển định hướng theo 5 trụ cột, gồm pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác. Thưa quý vị, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Made in Việt Nam. Việc ra đời nhiều sản phẩm Made in Việt Nam đã góp phần giải quyết các bài toán của Việt Nam về an toàn, an ninh mạng. Nối tiếp thành công của những năm trước, chương trình Bình chọn năm 2020 đã trao danh hiệu chìa khóa vàng cho các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin an toàn đã khẳng định được chất lượng, tính ưu việt và hiệu quả do các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam làm chủ về công nghệ. Qua quá trình thẩm định sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn và trao danh hiệu chìa khóa vàng cho 45 sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu phục vụ cho chuyển đổi số của 17 doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin trong cả nước. Lần đầu tiên chúng tôi tham dự giải thưởng chìa khóa vàng, rất vinh dự là công ty đã đạt hai giải, là giải máy tính an toàn và camera có tính bảo mật cao. Thì đây là những sản phẩm mà chúng tôi đang cố gắng đưa ra thị trường và hy vọng với cái giải thưởng này thì sẽ mang lại nhiều cái ý nghĩa về mặt niềm tin của khách hàng về tính an toàn của sản phẩm, cũng như là khẳng định một lần nữa là cái định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực Made in Việt Nam của VNPTOG là đang đi đúng hướng. Hai sản phẩm giải pháp này là đều trong khuôn khổ chúng tôi làm trong đề tài cấp nhà nước, chương trình KC01 1620. Hạng mục cao nhất là sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, có sự góp mặt của những đơn vị lớn về công nghệ như Viettel, VNPT, BKAV, công ty CMC. Kết quả bình chọn năm nay cho thấy sự trưởng thành và đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp trong nước, với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật rất cao và hoàn toàn làm chủ công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động số tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!